vô đàm thoại này cũng ôn lại từ bài 1 đến bài 8. Ghi ra đàm thoại bài 8 luôn nha Bảo ơi. Chứ để mai mốt không có biết nó là của bài mấy tìm mà. Út mới hỏi cái chữ cơm mẹ nấu. Ở đây có từ cho. Vừa hỏi có luôn. Rồi. Thầy trò nói chuyện hôm nay là làm sư. Hôm nay không đi AB nữa mà hai nhân vật làm sư và học sinh là gì? Đúng rồi, mạnh dạng mới lớn. Nên lấy mày thêm. Hiểu không? Lấy mày thêm. Biết gì có nhỏ quá không? Xem chữ tên xoay chéo. Nhìn ra không? Nhìn ra không? Tan can. Chào sang chỉ tên chỉ choáng.
kiện bạn. Tôi dung chăm hỏi nha. Lên cao nha, không có chúng ta xuống nè nha. Worship one. Xoay làm chiều. Xoay treo là ngủ, thêm chữ làm vô giữa. Xoay chữ làm thấy chưa? Chơi bài mới nó không có nè. Chữ xoay treo là ngủ, lấy chữ làm bỏ vô giữa. Cái này viết thêm chỗ từ mới nha. Trong sách nó in không có cho nên không có ghi. Treo là làm biến. Ngủ nước. Chứ làm này là lười, lười biến. Đó, lấy cái làm đưa vô giữa của giữa chữ xoay treo. Xoay làm treo. Nó là ngủ nước. Ghi thêm từ mới cho nó đi. Bảo ghi thêm từ mới còn để quên á. Nó là ngủ nước. Trong từ mới nó không có ghi cho nên là bị khiến nó là ngủ nướng nha. Xoay lại chưa?
xin nói nha, không phải xuống hàng ha. Giờ tới làm chưa? Nè chúng ta về. Xoay cháo chỉ thân thể học cháo xoay xoay cháo chỉ, nhớ nha, đây là một cụm từ phải thuộc. Chào xoay cháo chỉ, không có xuống hàng ha, còn một câu của ông thầy luôn á. Nề nim cay cháo tèn, nề nim cay xuống hẹn ha. Xuế sân quờ hái những cái chào làm sư nếu sĩ quan phu sĩ quan phơ xe phê
xỉu hoàng.